Wow, các bạn nhìn nè, hình như ở đây có một con vật gì đang bị mắc kẹt nữa nè các bạn ơi. Ý, các bạn nhìn thấy không? Wow, một con vật gì nè các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn nè, một con vật gì bị nó kẹt ở đầm lầy nè các bạn ơi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Nam Kids TV. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Hoàng Nam đi giải cứu các con vật nha các bạn. Các con vật hôm nay bị mắc kẹt ở đầm lầy nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không? Đó, trời đang mưa nên là các con vật đi ăn sẽ bị mắc kẹt ở đầm lầy. Chúng ta phải đi giải cứu các con vật thôi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta đi thôi nào. Đây, chúng ta sẽ dùng cái rổ này để đựng các con vật bị mắc kẹt nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ xem các con vật hôm nay chúng ta đi giải cứu là các con vật gì nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Wow, một đồng cỏ. Các con vật đi ăn cỏ sẽ bị mắc kẹt ở dưới đồng cỏ ở đây các bạn. Chúng ta sẽ xem các con vật bị mắc kẹt là con vật gì nha các bạn. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Ở đây có một con vật gì đang bị mắc kẹt này các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nè. Đây, con vật này đang đi ăn cỏ nên là bị mắc kẹt lại luôn các bạn ơi. Đây là đầm lầy đó các bạn. Con vật này đang bị mắc kẹt ở đầm lầy luôn các bạn ơi. Ủa, các bạn nhìn thấy không? Không biết đây là con vật gì bị mắc kẹt các bạn. Chúng ta sẽ giải cứu con vật này nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Các cành cây vướng vào con vật nên là con vật không có thể đi được. Chúng ta phải giải cứu con vật này xem đây là con vật gì nha các bạn. Wow, là một chú bò các bạn ơi. Một chú bò bị mắc kẹt đó các bạn ơi. Đây, chú bò đi ăn cỏ bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy này các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ giải cứu chú bò này nha các bạn. Wow, các bạn nhìn thấy không? Đây, chân của chú bò bị vướng vào cành cây này các bạn. Đây, chúng ta sẽ giải cứu chú bò. Đây, các bạn nhìn thấy không? Chúng ta đã giải cứu thành công chú bò rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đặt chú bò này vào rổ nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta đã giải cứu được thành công chú bò rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem giải cứu được con vật gì nữa nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Có một con vật gì đang bị mắc kẹt này các bạn ơi. Wow, một con vật bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy này các bạn. Không biết đây là con vật gì chúng ta sẽ giải cứu nha các bạn. Wow, như là một chú lợn các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn nè. Một chú lợn màu hồng bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy này các bạn ơi. Chúng ta sẽ giải cứu chú lợn này nha các bạn. Wow, chú lợn này bị dính cành cây rất là cứng luôn các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Chúng ta đã giải cứu mà cứng quá. Wow, các bạn nhìn thấy không? Các cành cây bị vướng vào chân chú lợn này nên là chú lợn không thể di chuyển được. Chúng ta phải giải cứu chú lợn thôi. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Wow, các cành cây đang vướng vào chú lợn này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giải cứu chú lợn thôi. Wow, thành công rồi các bạn ơi. Chúng ta đã giải cứu thành công chú lợn rồi nè các bạn. Wow, một chú lợn rất là đẹp bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy. Chúng ta đã giải cứu thành công rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chú lợn này vào rổ luôn nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta đã giải cứu thành công hai con vật rồi các bạn ơi. Một chú lợn và một chú bò rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giải cứu tiếp tục nha các bạn. Để xem chúng ta bắt gặp con vật gì bị mắc kẹt nha các bạn. Ui, các bạn nhìn nè. Ý, các bạn nhìn thấy không? Một con vật gì đang bị mắc kẹt này chứ các bạn ơi. Wow, để xem đây là con vật gì bị mắc kẹt nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Một con vật gì đang bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy nè các bạn. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Wow, chúng ta sẽ giải cứu chú con vật này nha. Wow, wow, để xem, thì ra đây là một chú tê giác các bạn ơi. Wow, một chú tê giác đó các bạn. Chúng ta sẽ giải cứu chú tê giác này nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Một chú tê giác bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy, rất là cứng luôn các bạn ơi. Wow, đây các bạn nhìn nè. Đây các bạn nhìn thấy không? Đó, các cành cây dính vào chú tê giác nên là chú tê giác bị mắc kẹt đó các bạn. Đây, chúng ta đã giải cứu thành công một chú tê giác nữa nè. Wow, tội nghiệp chú tê giác quá các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chú tê giác này vào rổ luôn nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta đã giải cứu thành công ba con vật rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha các bạn. Để xem con vật nào mắc kẹt không nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Hình như ở đây có một con vật gì bị mắc kẹt này này các bạn ơi. Để xem đây là con vật gì nha các bạn. Không biết đây là con vật gì luôn các bạn ơi. Wow, chúng ta sẽ xem đây là con vật gì nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, con vật gì mắc kẹt này các bạn. Ui, ghê quá. Một con vật gì bị mắc kẹt. Wow, các bạn nhìn nè. Đây là một chú hổ vằn này các bạn ơi. Ui, một chú hổ các bạn ơi. Wow, một chú hổ bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy này các bạn. Ý, các bạn nhìn thấy chưa? Wow, chân chú hổ này bị mắc kẹt ở cành cây này các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ giải cứu chú hổ nha các bạn. Ui, các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, cứng quá. Rồi, chúng ta đã giải cứu thành công chú hổ rồi các bạn nè. Wow, là một chú hổ vằn bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chú hổ vằn này vào rổ luôn nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa?
Ồ, một chú bộ vàng rất là đẹp. Đó, chúng ta đã giải cứu thành công 4 con vật rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn, để xem có con vật nào bị mắc kẹt nữa không nha các bạn. Ê, các bạn nhìn nè. Các bạn ơi. Ôi, các bạn nhìn nè. Hình như ở đây có một con vật gì đang bị mắc kẹt này các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn thấy không? Wow, một con vật gì màu vàng này các bạn ơi. Không biết đây là con vật gì bị mắc kẹt nữa các bạn. Ê, chúng ta sẽ giải cứu con vật này xem như thế nào nha các bạn. Ê, các bạn nhìn này. Một con vật đi ăn cỏ bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy đó các bạn ơi. Ê, chúng ta sẽ giải cứu con vật này nha các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? Wow, con vật này bị mắc kẹt cứng quá. Chúng ta sẽ làm hết cành cây. Đấy. Ê, các bạn nhìn thấy chưa? Wow. Wow, là một chú linh dương này các bạn ơi. Ê, đây là một chú linh dương đi ăn cỏ bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy không? Chân chú linh dương bị mắc kẹt ở dưới cành cây này các bạn. Đây, chúng ta sẽ giải cứu chú linh dương nha các bạn. Wow, một chú linh dương đi ăn cỏ bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy đó các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chú linh dương rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chú linh dương này vào ruộng luôn nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Wow, chúng ta đã giải cứu thành công được 5 con vật rồi các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta đã giải cứu thành công 5 con vật rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem có con vật nào bị mắc kẹt dưới đầm lầy này không nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Đây, các bạn nhìn nè. Có một con vật gì đang bị mắc kẹt này các bạn ơi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Wow, là một con vật gì đây các bạn? Wow, chúng ta phải giải cứu con vật này thôi các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nè. Wow, hình như đây là một con linh cẩu các bạn ơi. Đi, con linh cẩu đang bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy này các bạn. Wow, các bạn nhìn thấy không? Chân của chú linh cẩu này bị mắc kẹt trong các cành cây này các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ giải cứu chú linh cẩu này nha các bạn. Wow, cứng quá các bạn ơi. Ui, cứng quá. Wow, các bạn nhìn nè. Cứng quá. Wow, các bạn nhìn nè. Ui, chân chú linh cẩu này bị dính vào cành cây này các bạn. Wow, đấy rồi, chúng ta đã giải cứu thành công chú linh cẩu rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn nè. Wow, một chú linh cẩu bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt chú linh cẩu này vào rổ luôn nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta đã giải cứu thành công được 6 con vật rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem còn con vật nào bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy này không nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Hình như ở đây có một con vật gì đang bị mắc kẹt nữa nè các bạn ơi. Ê, các bạn nhìn thấy không? Wow, một con vật gì này các bạn ơi. Ui, các bạn nhìn nè. Một con vật gì bị nó kẹt ở đầm lầy này các bạn ơi. Wow, hình như là một chú ngựa các bạn ơi. Đi, các bạn nhìn nè. Một chú ngựa đó các bạn ơi. Đúng rồi, là một chú ngựa bị mắc kẹt ở đầm lầy này các bạn. Wow, cứng quá. Chúng ta sẽ giải cứu chú ngựa nha các bạn. Wow, cứng quá các bạn ơi. Đi, các bạn nhìn thấy không? Cứng quá các bạn ơi. Chú ngựa này mắc kẹt cứng quá. Wow, các cành cây đã vướng vào chân chú ngựa này nên là chú ngựa bị mắc kẹt đó các bạn. Chúng ta sẽ giải cứu chú ngựa nha các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Chúng ta đã giải cứu được một chú ngựa rồi các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Một chú ngựa màu vàng rất là đẹp bị mắc kẹt ở dưới đầm lầy. Bây giờ chúng ta đã giải cứu thành công rồi. Chúng ta sẽ đặt chú ngựa này vào rổ luôn nha các bạn. Ui, các bạn nhìn nè. Chúng ta đã giải cứu thành công được 7 con vật rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thả các con vật này về rừng nha các bạn. Rồi, các bạn ơi, đi thôi nào. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây là những con vật hôm nay chúng ta đi giải cứu đó các bạn ơi. Wow, bây giờ chúng ta sẽ cho các con vật này về rừng nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ thả các con vật này về rừng thôi. Đi thôi nào. Chào tạm biệt các con vật nha. Chúng ta đi đây.